sự do giới tác thành và phước nghiệp do sự tu tập tạo thành. Này các tỳ kheo, có ba phước nghiệp sự này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này đã được nói đến. Hãy để cho người ấy học tập làm công đức, hướng dẫn đến tương lai, đem lại căn an lạc. Hãy tu tập bổ thí, tập sở hành an tịnh và tu tập tâm. Tu tập xong ba pháp ấy, những pháp khởi lạc thọ, bậc hiền trí được thanh đại thế giới an lạc, không phiền não hận thù, ý nghĩ ngài được Thế Tôn nói đến mà tôi đã được nghe. Và con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ hòa thượng Từ Siêu Từ Bi giảng giải bài học ngày hôm nay. Con kính nhân mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Tăng Chúng. Hôm nay rất quan hỷ khi gặp lại quý vị ở trong rung Pháp Quốc Kinh. Hình như đã lâu rồi nghĩ hôm nay chúng ta tiếp tục học với bộ mới hai tuần, tức là hai ngày thứ bảy. Sư cũng cảm thấy đã lâu, và hôm nay chúng ta học lại thì chúng ta học qua cái phẩm thứ hai ở trong trường Bà Pháp. Bài pháp này được gọi là Puñatriyavatthu Suttam, tức là ba phước nghiệp sự. Gọi là ba phước nghiệp sự đó, theo trong chú giải thích thì chữ Puja gọi là phước, có ý nghĩa rất là đặc biệt ở trong chú giải. Puja phala, thawa phalam, nipaten ki. Những cái điều làm cho phát sanh quả hữu lậu gọi là phước, cũng còn có hoặc là chúng ta hiểu Atano Santanang Bunantiti và Quyñani. Những gì mà làm cho chúng sanh được no vui thì
thì gọi là phước. Punya nicca tani hi upacchayi na upacchayi katap pato kriya jati punya kriya. Những nhân duyên mà tạo nên các cái phước ấy thì gọi là punya kriya. Punya kriya tức là nghiệp sự, phước nghiệp sự. Và trong cái câu cuối cùng đó, ai vô chá tê sang adi sang sani adi sang sanang vô thúc phá vô tô punya kriya vô thù lý. Những cái phước nghiệp là những cái điều kiện mà nó tạo ra quả lợi ích. Addition sát tức là lợi ích. Thì như vậy gọi là punya kriya vô thú. Chúng tôi nói cách khác á, là chữ vật thú ở đây là những cái điều kiện hay là những yếu tố kriya là tạo nên, punya là phước. Những cái yếu tố tạo nên phước thì như vậy gọi là phước nghiệp sự. Ngài Hòa Thượng tình sự ngày dịch thì punya kriya vô thú như vậy là phước hành tâm. Hòa Thượng mới Thích Minh Châu vậy là phước nghiệp sự. Phúc hành đồng nghĩa với chữ phước nghiệp, bởi chữ kriya. Chữ kriya nó từ căn của, nó đồng một căn với cái chữ karma. Cho nên chúng ta hiểu cái chữ punya kriya vô thú ở đây đó, tức là chỉ cho những cái pháp mà nó tạo nên phước. Ở trong Etimuttaka phẩm ba pháp này thì Đức Phật này chỉ dạy có ba điều thôi. Là nó mới chắc vui chắc thuyền chắc quá thú. Phước nghiệp sự tạo bằng cái sự bố thí. Si lâm bà dân quy nhật ri quá thú. Là phước nghiệp sự tạo bằng cái sự giữ giới. Pha quà nà bà dân quy nhật ri quá thú. Là phước nghiệp sự tạo bằng cái sự tu tiến. Ở đây trong chú giải bài kinh này
thì giải thích rộng thêm nhưng mà trước hết là chúng ta nói đến ba cái điều kiện tạo phước. Tức là tạo phước Phật, tạo phước đức, tạo phước trí. Ở trong chú giải đầu tiên Đà Nam A Dành Tí gọi là tạo bằng sự bố thí. Bố thí có nghĩa là lô đề giá thầm mát sát pre sang pre chà gác tê sà na đi giá tí tê tà giá tí đà năng. Có nghĩa là có tác ý hay là có cố ý, có sự chủ ý. Chetana là sự chủ ý. Tư, sự chủ ý cho người khác những cái phước khí của mình. Mà cho bằng cách là anh đúc cả tiền phù cho quê sáng. Tức là cho bằng cái tế độ hay là cho bằng cách cúng dường. Ở đây là chúng tôi chỉ dịch theo chú giải, nhưng mà chú xíu giải rộng cho quý vị nghe. Bây giờ chúng tôi chỉ nói cách tóm tắt như thế này. Gọi là bố thí nó có ba điều kiện. Một thôi là cá thí, hai là vật thí, ba là tâm thí. Cá thí ở đây tức là mình cũng cho người khác, nhưng mà nếu mình cho bằng cái thái độ cung kính, hạ mình như là cúng dường đến chư tăng, cúng dường đến tam bảo, Phật pháp chư Hằng, hoặc là chúng ta phụng dưỡng mẹ cha, hoặc là chúng ta kính biếu thầy tổ, vân vân. Thì như vậy đó được gọi là bù cho quá xê ná đa năng, tức là cách bố thí cúng dường quá xê đa năng, tức là mình cho với thương xót, thông cảm và chia sẻ
Chẳng như chúng ta cho những người nghèo khổ hoặc là những người gặp hoạn nạn, thiên tai, hoặc là cho những người ăn xin, mình cho như vậy với cái tâm được gọi là thái độ, chứ không phải là cúng dường. Mình cho người ăn xin, người ăn mày ở ngoài đó, mình cho với cái tâm bi mẫn, thương xót, nó khác hơn là cái sự cho chư tăng. Người Phật tử đem vật thực đặt lên chư tăng, mình cái sự kính trọng không phải vì lòng thương xót và chư tăng bị đói, mà vì mình muốn tạo phước, cho nên mình có cái sự cung kính để chúng tôi cúng dường. Thì cái đó là khác, hai cách thí nó khác nhau, chúng ta phải hiểu rồi. Còn cái gọi là đây giá thăm mắt, tức là vật thí, như là Chiwara đi xuống, cho tu xuống, cho chê xuống, tức là bốn món vật dụng như là y phục, y cà sa, vật thực, bình đa ba tô, hay là xê na xê na, hoặc là thuốc trị bệnh, vi la nắp và chi dê vê sách cho bric kha rô. Bốn món vật dụng đó ta đem cúng dường đến chư tăng, thì như vậy đây gọi là vật thí. Mà chúng ta cúng dường hoặc là chúng ta đem y phục, thậm chí là những cái y phục mà chúng ta mặc rồi nhưng mà chúng ta giặt sạch rồi nó còn tốt quá, chúng ta nghĩ bỏ thì nó cũng phí, cho nên mình gói lại để mà đem biếu tặng cho những người nghèo, những nơi vùng sâu vùng xa rách rưới chẳng hạn, chúng ta đem cho. Thực đó cũng gọi là Phật thí. Thì như vậy bốn món vật dụng ở đây là bốn nhu cầu cấp thiết trong đời sống, cái đó gọi là vật thí. Và nếu mà nói rộng hơn nữa thì ở trong chú giải nói là anna đi xuống qua đắc xuống đà nó có thu xuống, chữ anna tức là cơm, anna ba năng nước, anh năng ba năng quát thăng, cơm nước y phục xe thuyền, vật thơm vật thoa thất chủ ngũ đèn đuốc. Cả 10 vật đó đều gọi là vật thí cả, và đây giá thăm mắt. Ở trong chú giải thì giải rộng hơn thưa quý vị, nhưng mà nếu như trình bày cho hết cho đầy đủ đó thì trong cái thời lượng của chúng ta nó sẽ không có cho phép, cho nên chỉ nói một cách đại khái là tất cả những gì mà thuộc về nhu cầu cần thiết trong cái sự sống mà chúng ta lý của mình nên chia sẻ cho người khác, bằng cái thái độ, bằng cái tâm cung kính, gọi là
cho cúng dường, hay là anukaha vasena là chúng ta cho một cái tế độ, thì cái sự bố thí đó nó đều phát sinh phước cả. Tại sao Đức Phật dạy cái pháp bố thí trước? Là bởi vì tâm của con người do cái lòng bổn sẻn nó làm cho có quế, làm cho keo bẩn, cho nên Đức Phật dạy trước là phải tạo phước bằng cách bố thí. Khi mình có tâm xã tài quen rồi đó, thì lúc bây giờ mới làm được cái thị sự khác. Còn khi mà cái tâm của một người keo bẩn á, bổn sẻn, keo kiết, thì tâm của họ nó ô nhiễm, thấp kém, hạ liệt, thì họ không thể nào làm được những cái công đức, những cái phước báo khác. Vì vậy cho nên ở trong ba phước nghiệp sự hay 10 phước nghiệp sự đều bố thí nấu đầu tiên, rồi trong 10 cái pháp ba la mật bố thí cũng được nấu đầu tiên, đa na parami cũng nấu đầu tiên. Một chúng sinh có cái tâm nguyện giải thoát là vì Bồ Tát á, bố thí sắp tát trong thời kỳ mà hành pháp ba la mật để rèn luyện tâm, thì người đó, chúng sinh đó phải xả tài trước. Chữ parichaga ở đây có nghĩa là sự dứt bỏ. Nó đồng nghĩa với chữ dana. Cho nên ở trong từ Phật học, khi mà chúng ta nói đến chữ parichaga, chaga hay parichaga, nó đều đồng nghĩa với chữ chữ đa ná cả. Nhưng mà chữ đa ná là nói thẳng vào cái hành động mà chúng ta đem cho người khác. Nhưng mà chữ parichaga ở đây đó, parichaga chetana, tức là nói đến tâm thí, có nghĩa là khi mà đem cho người khác mà với cái tâm xả bỏ, nghĩa là không có tiếc, không có tiếc nuối, không có tính toán, thì như vậy mới gọi là bố thí. Còn khi mà mình đa nát, tức là đem cho người khác nhưng mà mình có cái sự tính toán là sẽ được người khác mang ơn, hoặc là để cho người khác bữa nay mình thi ân đến họ, mai mốt họ sẽ báo ân cho mình, hoặc là cho giống như thả con tép mà bắt con tôm đó, thì trong trường hợp này không gọi là parichaga, không có gọi là dứt bỏ, thì không thể gọi là hành động đa ná được, tức là có cái sự hành động là trao đổi thôi. Cho nên chúng ta phải hiểu được tường tận cái ý nghĩa gọi là bố thí như thế nào, chứ không phải mình cầm mình cho người khác cái bánh như vậy gọi là biếu cho, không phải. Tùy theo tâm này, nếu mà tâm của mình mà bỏ được cái tâm bổn sẻn, mình mở rộng lòng ra vì thương xót người khác hay là vì cung kính, nếu mà có giới hạnh chẳng hạn, thì như vậy mới gọi là đa ná. Cho nên là đa ná ở đây nó có hai, là anh đức là hát qua xe nát đa năng, hay gọi là sang cái hát qua xe nát đa năng.
là bố thí tế độ, phụ trong cái sẽ đa năng là bố thí cúng dường. Chỉ mới nói bao nhiêu đó thôi thưa quý vị, thì chúng ta cũng đã gần hết cái thời gian rồi, cho nên chúng tôi đi qua cái điều thứ hai để còn nói nhiều cái chuyện khác nữa. Thứ hai gọi là Silabayam Vunyakariyawathu, tức là cái điều kiện tạo phước bằng cái sự trì giới. Sự trì giới ở đây đó tức là gồm có những giới mà người thọ trì, chẳng hạn như đối với người cư sĩ thì có Nichasila Uposatha, Lý cho bà đi bộ xì đá, bình cho ạc thá, đạt xá, xì lá, xa mà đi dành tát xá. Cái điều thứ hai có nghĩa là giữ năm giới hay tám giới hay mười giới, nếu năm giới gọi là đích chắc ca lăng, nếu tám giới gọi là upu sát thá, xì lá. Cái si lá là năm giới, mà Uposatha si lá là tám giới. Và Nasa si lá là thập giới, mười giới chẳng hạn như xuất gia, sa di vân vân, hay là những vị hành giả, cư sĩ mà họ tu thiền thì họ cũng giữ mười giới. Còn nếu là bậc xuất gia đó, có chi tô bậc xuất gia thì vì đó xuất gia là xuất gia tỳ khưu, là vị đó giữ tứ thanh tịnh giới. Ở trong chú giải này thì giải thích cho chúng ta nghe cái vị xuất gia bậc tỳ kheo thì giữ bốn giới. Quý vị nghe nói bốn giới ít quá hơn, ít hơn người cư sĩ như vậy. Patimokkha, Patimokkha Sangvarasila là biệt giải thoát giới. Thì cái giới này đó, Sāya Patimokkhaṃ Patipūrin Tassa Paripūrin Tassa, tức là vị này viên mãn cụ tốt giới bằng cái đức tin. Mà quý vị biết Patimokkha của tỳ kheo là gồm có 227 giới, 227 giới. Vinyaya Chiwara Dike Pachawit Khatasa, cái giới thứ hai đó gọi là Ya Ta Sila, tức là giới quán tưởng dụng như là y phục vân vân. Thì khi mà thọ dùng, vị tỳ kheo mà thọ dùng y phục vật thực, tú xứ, thuốc trị bệnh đều phải quán tưởng, bài nhà với bằng trí tuệ phải quán tưởng cho thấy rõ cái nguyên chất đất nước lửa gió, thấy rõ là Phật không có nhiều gớm lắm, nhưng mà khi nó chạm vào thân thể này rồi đó thì nó sẽ trở nên một đáng nhiều gớm, vân vân.
thì gọi là cái giới quán tưởng tứ vật dụng. Rồi thứ ba đó gọi là Indriya Samvarasila, tức là giới thu thúc lục căn. Giới thu thúc lục căn này có nghĩa là khi mà nhãn môn chấp đoa ra đi ni vân vân, chấp đoa ra đi ni sankaran tassa, tức là thu thúc nhãn căn khi mắt thấy cảnh sắc, có chánh niệm satiya, có chánh niệm khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm ý suy nghĩ. Khi mà sáu căn tiếp xúc với sáu cảnh trần đó, thì vị tỳ kheo phải có chánh niệm thu thúc, đừng để cho tham sân nó sanh khởi do thấy nghe ngửi nếm đụng suy nghĩ. Thì đó được gọi là giới thu thúc lục căn. Và thứ tư được gọi là Achiva Parisuddhisila, tức là giới nuôi mạng thanh tịnh. Cái giới nuôi mạng thanh tịnh này là được giải thích quy gì đó, Achivang Sothin Tassam, tức là nuôi mạng bằng cái sự tinh tấn. Nếu như vị tỳ kheo hàng ngày tinh tấn đi khất thực mà ăn, chứ không có đi quyên góp, đi kêu gọi Phật tử, hay là nói ước giả cách để lừa gạt Phật tử, thì như vậy vị tỳ kheo với cái sự tinh tấn nuôi mạng như vậy gọi là nuôi mạng thanh tịnh giới. Thì cả ngũ giới hay là bát quan trai giới hay thập giới hoặc là tứ thanh tịnh giới, thì tất cả những điều giới đó được gọi là silamayan punyakriyavathu namat. Là phước nghiệp sự hay là điều kiện tạo phước bằng cái giữ giới. Đó là cái phước nghiệp sự thứ hai. Còn thứ ba đó, trong này gọi là Phavana Mayang Punyakriyavathu, tức là phước nghiệp sự do sự tu tiến. Thì ở đây nha, chữ tự tu tiến chữ Phavana nó nhiều lắm thưa quý vị. Nó có hai trường hợp tu tiến, Vipassana Phavana nhưng mà riêng về cái điều này đó thì ở đây chúng ta phải hiểu như ở trong chú giải giải thích cái trường hợp này. Nó gọi là Vipassana Phavana là tu tiến thiền quán á, như là quán con mắt là vô thường,
không anicchato là khổ, dukkhato là vô ngã, anicchato vipassana tassa quán tai sota mắt tai mũi lưỡi thân ý là vô thường, khổ đau, vô ngã. Sắc thân phi vị xúc pháp là vô thường, khổ đau, vô ngã. Còn cái phần trên, cái phần trên ở phía trước, trước cái câu chara maranang đó, sư đang giải về cái câu trên. Thì còn vừa nắng thiếu câu trên. Giờ phải rồi, cái câu đó gì? Cái chỗ mà chữ P là vân vân đó, đoạn trùng, thì chúng ta phải nhớ nè. Quán cái gì? Khung, sô tăng, khả năng chi quan hang ca dân mắt năng, quán mắt tai mũi lưỡi thân ý là vô thường, là khổ, là vô ngã. Rồi rupe sakde gathe rase thamme phottabbe thamme thì đọc luôn chứ khỏi cần phải vân vân, để cho quý vị biết quán sắc thinh khí bị xúc pháp là vô thường, khổ đau, vô ngã. Chắc quý vị năng chi quả quyền nhà cai cái quyền nhà năng mà nó quyền nhà năng nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức là vô thường, khổ đau, vô ngã. Chắc quốc sâm phát sanh sô tất sâm phát sanh khả nó sâm phát sanh chi quả hai sâm phát sanh cai giới sâm phát sanh mano sâm phát sanh là nhãn xúc, chỉ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc là vô thường, khổ đau, vô ngã. Chắc phú xâm phát sanh quê đề năng sô tất xâm phát sanh quê đề năng khả nát xâm phát sanh quê đề năng chi hà xâm phát sanh quê đề năng ca giới xâm phát sanh quê đề năng manu xâm phát sanh quê đề năng. Là nhãn xúc sở sanh thọ, nhĩ xúc sở sanh thọ, tỷ xúc sở sanh thọ, thiệt xúc sở sanh thọ, thân xúc sở sanh thọ, ý xúc sở sanh thọ, mãn đô sanh phát sanh quy định năng là ý xúc sở sanh thọ, là vô thường, khổ đau, vô ngã, vân vân. Còn rupa sanh nhân vân vân, tham bát sanh nhân tức là sắc tưởng, thinh tưởng, khí tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng, tùy quán vô thường, khổ đau, vô ngã theo các cái khía cạnh đó, thì đây gọi là tu tập thiền quán. Hoặc là Charamaranang quán sự già chết theo cái tính cách vô thường, khổ đau, vô ngã, thì cái đó cũng gọi là, cũng gọi là Vipassana, Vipassanta, Vipassanta, Yachetana. Thì ở đây thưa quý vị, cái phép tu tiến á, thì trước tiên là chúng ta tu tiến nội tâm theo cái cách là chúng ta quán 18 giới cũng được, quán theo khía cạnh vô thường, khổ đau, vô ngã. Quý vị Phật tử chúng ta chú ý gọi thiền quán là gì? Thiền quán ở đây đó có nói dòng dài nó mất công lắm. Quý vị cứ nhớ thế này: quán cứ danh sắc khẩu vi là vô thường, khổ và vô ngã. Thì quán bằng cái trí tuệ như vậy được gọi là thiền quán, đại khái vậy thôi, rất dễ hiểu quý vị.
Đức Phật ngài thuyết đơn giản, các vị A-la-hán ngài chú giải chúng ta đơn giản, nhưng mà tại chúng ta tự làm khó ra, chúng ta vẽ vời lung tung hết, cho nên chúng ta thấy kinh điển sao mênh mông quá. Rồi chúng ta thực hành được, lúc đó chúng ta mới kêu trời, chứ ta nói sao Phật pháp khó quá, khó tại do mình. Mà khi mà giảng dễ quá thì quý vị cho rằng Phật pháp nếu mà dễ như vậy đó, dễ hiểu như vậy, có gì gọi là thâm sâu? Quý vị cứ đòi cái thâm sâu, nhưng mà hễ cái gì mà cao siêu, thâm sâu và khó hiểu, quý vị cũng chán. Mà giảng dễ quá thì quý vị cũng chán. Thế là giờ chỉ có luân hồi là không có chán thôi. Đối với quý vị luân hồi không có chán. Nhưng mà nói vậy, quý vị cố gắng làm sao để hiểu một cách rõ ràng. Có những lúc thưa quý vị, lúc mà chúng ta khổ, chúng ta bệnh nằm đó, hay chúng ta hấp hối nằm trên giường bệnh sắp chết đó, thì cái đơn giản nhất trong thiền quán là quán vô thường khổ đau vô ngã. Cái đó lợi ích cho chúng ta nhiều, chứ đừng có mà suy nghĩ văn chương triết học đông tây cổ kim rồi cái tâm chúng ta bị rối. Chúng ta cứ nhớ vậy: mắt tai mũi lưỡi thân ý, sắc thinh khí vị xúc, nhãn thức vị thức tỷ thức thiệt thức thân thức ý thức, tất cả đều là vô thường khổ vô ngã. Vậy thôi, đơn giản. Bây giờ nói đến thiền chỉ đó, thì ở trong chú giải giải thích như thế này: gia chát bát thâu quy cách sinh a đi xuống, chữ a đi xuống là vân vân đó, a đi xuống là vân vân, a tinh xa Aramani Sukha Vatana Bhavata Chana Chetana. Ba mươi tám đề mục cách những thiền mà an trú trên 38 đề mục, cảnh đề mục như là đề mục đất, bí xứ và thu quyền ấy, cách xí đá chẳng hạn, thì như vậy đó được gọi là thiền chỉ. Thực hành mới khó, chứ còn khi mà chúng ta học để hiểu thì dễ, thưa quý vị. Bây giờ chúng ta có chú giải sẵn sàng thì chúng ta đâu có gì đâu mà trở ngại trong cái việc mà chúng ta hiểu rộng cái pháp mà Đức Phật đã dạy. Cho nên ở đây đó, chúng ta đã hiểu được đa năm ái văn là phước nghiệp sự bố thí, phước nghiệp sự trì giới, phước nghiệp sự tu tiến, chúng ta hiểu rồi. Bây giờ thì chúng ta lại nói sơ qua cái vấn đề này một chút. Khởi đầu trong cái việc tu tập là chúng ta phải tập tạo phước bằng cái sự bố thí, như là bố thí cơm nước vân vân. Rồi hết cái thời kỳ bố thí đó, khi mà chúng ta bố thí đã thuần thục, lúc bây giờ chúng ta sẽ đến cái thời kỳ là chúng ta giữ giới. Bởi vì chúng ta bố thí xả tài không thì chúng ta chỉ mới dứt bỏ tâm uổng xẻng thôi, nhưng mà cái tâm sân si hay là cái tâm ganh tị hoặc là những cái hối nó khởi lên do những cái hành động
lời nói ác, bất thiện, thì nó vẫn còn làm cho tâm của mình bị đốt nóng. Do vậy cho nên bắt đầu chúng ta giữ giới. Khi chúng ta giữ giới nó quen rồi đó, lúc bây giờ chúng ta đã ngăn được cái thân ác khẩu ác rồi đó. Lúc bây giờ cái thân của chúng ta mới bắt đầu nó nhẹ nhàng, thoải mái, vì cảm thấy rằng mình là vô tội. Mình từ sáng đến chiều mình không có làm một cái hành động ác gì gây hại cho chúng sinh khác, thì cái tâm mình không có ăn năn, không có ra rứt. Thì lúc bây giờ mình mới bắt đầu chuyển qua cái gọi là tu tiến. Tu tiến là tâm, tức là chúng ta tu thiền chỉ hay tu thiền quán, như vậy thôi. Nhưng mà ở đây chúng ta chỉ có bố thí trì giới không cũng chưa đủ, mà chúng ta phải có những cái pháp nó phụ trợ. Cái phụ trợ nghĩa là nó thêm gia vị cho cái phước của mình nó được tốt. Ở đây sư nói tóm tắt, bây giờ chúng ta không có thì giờ để chúng ta chú giải nữa, mà chúng chỉ nhìn chú giải mà chúng ta giải thích cho nghe. Thì những cái pháp mà bổ trợ cho cái việc bố thí, cho cái phước bố thí thì có hai. Ở trong chú giải thích thêm 7 cái pháp Punya Kriya Vá Thú khác. Cái việc tạo phước bằng cái sự cung kính, việc tạo phước bằng phục vụ, quay vô quá chát xa cả tăng, tạo phước bằng là chúng ta hỏi phước Pata Nức Đa Năng, bằng cách là chúng ta tùy hỷ, bằng cách là thuyết pháp, thính pháp và cải chánh tri kiến. Nhưng mà đến thú chúc cà ta bên nhân cây qua thú thì chúng ta sẽ nói sau. Bây giờ chúng ta nói qua cái này không kịp giờ, thưa quý vị. Hồi hướng phước và tùy phước là hai pháp bổ trợ cho bố thí. Như vậy là tạo phước vật á, là chúng ta có 3 cái quy nhân này do có thú. Một là bố thí, hai là hồi hướng phước, ba là tùy hỷ phước. Tức là hồi hướng cái phước thí mà mình đã làm, chúng ta tùy hỷ cái pháp bố thí của người khác. Như vậy đó cũng là tạo phước vật, tạo phước vật. Ba, cùng pháp và bổ túc cho, hai pháp và bổ trợ cho cái việc giữ giới, cho cái phước giữ giới đó, nó còn thêm cái là cái sự cung kính và phục vụ. Giữ giới cũng tạo phước đức, mà cung kính bậc trưởng thượng cũng tạo cái phước đức. Và phục vụ nghĩa là lợi hành cho người khác, cái đó cũng là tạo được phước đức. Do đó cho nên nếu mà nói tạo phước đức thì chúng ta có 3 là trì giới, cung kính, phục vụ. Còn tạo phước trí
Thì cái pháp đầu tiên mà Đức Phật gọi là Phakona, Phakona bây dân quy nhân cái đi qua thú là tu tiến. Nhưng mà thêm hai cái nữa gọi là Thamadesana mới dân, tức là cái sự thuyết pháp của những thú trí. Rồi Masavanam tức là tính pháp của tạo thú trí, mình nói pháp cho người khác nghe, mình cũng tạo được cái trí tuệ, tạo cái phước trí tuệ. Rồi mình nghe nghe vị khác thuyết pháp, lắng nghe và nghe một cách quan hỷ, như vậy cũng tạo cái phước trí. Do đó cho nên tạo phước trí ở đây có ba, tức là tu tiến, tính pháp, thuyết pháp. Riêng về cái điều thứ 10 gọi là đến thứ chú cà ta quy nhất đi vô thúc, điều thứ 10 đó, thì theo trong chú giải thích thì ở đây một ý mà họ có cái sự suy nghĩ đúng đắn, họ biết tài sản nó là vô thường, là phù du, là giả tạm, cho nên họ đi xả tài, họ bố thí, họ nghĩ rằng sinh tử luân hồi người nào có cái phước bố thí thì người đó sẽ được no ấm, không bị đói khát, khổ sở rồi bố thí, đó cũng là có cái chánh tri kiến. Hoặc là một người nghĩ rằng chúng sinh bị có quế do sang tham bổn sẻn, nghĩ vậy cho nên họ muốn tẩy sạch có quế đó bằng cách bố thí. Như vậy cái sự bố thí của họ là bố thí nó hợp với cái sự tri kiến chân chánh, hợp với chánh kiến. Rồi cái người giữ giới cũng vậy, khi mà giữ giới mà nghĩ đến cái sự an lạc bất hối do sự giữ giới hoan hỷ, hoặc là nghĩ đến cái sự giữ giới không phải để tự tán quỷ tha ghen mình chê người, mà giữ giới để ngăn chặn những cái ác pháp ác nghiệp, thì vậy người đó giữ giới tốt, vân vân. Giữ giới bằng cái chánh kiến, chánh tri kiến như vậy thì được gọi là giữ giới có đến thu chúc cả tà. Người tu tiến như vậy, tu thiền á, nếu mà người này hiểu biết đúng cái sự khổ sinh tử luân hồi do tâm chúng sinh mê loạn, không có trí tuệ, do tâm chúng sinh không thấu rõ vô thường khổ đau vô ngã mà phải bị sanh tử luân hồi, cho nên người này cố gắng tu thiền, thì như vậy cái sự tu thiền tu tiến của họ là có chánh tri kiến. Tại sao chúng tôi nói từ nãy giờ là bởi vì muốn thí tùy hỷ phước và hồi hướng phước, nó chỉ tạo phước Phật thôi. Giữ giới, cung kính, phục vụ chỉ tạo phước đức thôi. Tu tiến, thính pháp, thuyết pháp chỉ tạo phước trí thôi. Nhưng mà riêng về cái chánh tri kiến đó, thì nó tạo đủ ba loại phước, phước Phật, phước đức, phước trí luôn. Bởi vì chánh kiến nó đồng sinh với cái việc mà bố thí, thì chánh kiến đó nó tạo được cái phước Phật. Chánh kiến mà đồng sinh với giữ giới thì như vậy nó tạo cái phước đức. Và chánh kiến mà nó đồng sinh với tâm tu thiền thì như vậy nó tạo phước trí.
Cho nên ở đây đó, chúng ta phải hiểu cái chỗ này là tại sao đi với bố thí có hai pháp, đi với trì giới hai pháp, đi với tu tiến hai pháp. Như vậy thì phước vật có ba điều tạo phước, phước vật có ba điều tạo phước đức, có ba điều tạo phước trí. Vậy còn cái điều thứ 10 thì sao? Thì điều 10 nó tạo cả ba loại phước. Đây là điều mà chúng ta cần phải hiểu. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc cái bài giảng tóm tắt. Hôm nay sau giảng chưa chịu cả mà hết giờ nhanh quá. Thôi bây giờ chắc có lẽ là Thượng Tọa Minh Hạnh phải qua bên kia để lễ Phật rồi. Dạ Phật tử, dạ không dạ, vậy là Thượng Tọa Tại Siêu đã rời rung. Con không biết Thượng Tọa Minh Hạnh còn trong rung không. Dạ vậy con kính thỉnh Đại Đức Tuệ Đức chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ con kính nhân bích đến Đại Đức Tuệ Đức. Thalatha sukhita guru raha potha sasane aroga sukhita ho tasaha sape hinya ti phi. Cầu mong cho các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tân hoa trong đường Phật đạo. Cầu mong cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sitya Chanagatha Sikthamatu 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 Idang Phalang Etasming Ratanatayasming Sambhasadana Che Taso. Cầu mong cho mong cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Hòa Thượng Tuệ Siêu, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới và nghe Pháp. Và chúng con kính tri ân Chư Đại Đức Tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Và đề quá ta sẵn ti vi ha ra hoa sĩ ni thu pê ga re bồ thi ga re ta hình
ta tham ma đa đề na pa văn tu vu chi ta so thiên ca ron te tha vi ha ra măng đa lê hê ra cha ma cha na ca cha bít ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca cha đề sa cha sa ra